tại những khuôn mặt, nhiều kỷ niệm cách đây nhiều năm rồi ha. Và thôi đi vào câu hỏi rất là ác ôn của ông lãnh đạo đấy. Thì cái việc này đúng ra với mấy ông lãnh đạo nói chứ mình cái cách gì mà nói, tháo vị lãnh đạo phải có khai phóng chứ còn mình đâu phải lãnh đạo đâu nói. Và chẳng lẽ bây giờ đi làm một khóa giảng triết học không đấy, không có đi cục vậy. Nhưng bây giờ thì nhìn vào cái chữ đó tôi sợ lắm, cái chữ lãnh đạo khai phóng, các bạn có thấy là nó mâu thuẫn không? Đó là một cái nghịch lý kinh khủng. Nói theo triết học thì nó gọi đây là cung traditio giác sách của tiếng Latin, là còn cái là một sự mâu thuẫn trong mục, trong cái hạng từ của nó, có mâu thuẫn ngay trong cái tính từ của nó. Giống như mình bảo là hình vuông mà lại có dạng tròn, hay là hình tròn mà vuông, vô lý, tròn sao vuông được. Thì cái câu lãnh đạo khai phóng nó y, theo tôi nó y. Bởi vì thường thường lãnh đạo ít khi muốn khai phóng lắm. Nó không có dạy gì nó khai phóng đâu. Khai phóng làm sao lãnh đạo được? Từ khi mình bắt ra lãnh đạo đó nó phải khai phóng, hay từ khi bản thân ông lãnh đạo đó là một nhà khai phóng. Mà cái này thì xui lắm, may lắm mới có trong lịch sử thì hiếm hoi lắm. Ở nước Đức mà tôi biết khá nhiều là chỉ có thế kỷ thứ 18, 19 gì đó, cái này ông sanh lãnh đạo của tôi. Cái ông vua Friedrich, ông đó là cái người duy nhất mà được cái ông Viết Gia Cân gọi là nhà độc tài khai sáng. Một cái anh, một cái tà tơ mà nó là Eclairé, tức là hiếm có, ông Eclairé, Lisbon, tay chuyên chế mà lại có đầu óc mở khai phóng. Thì cũng hiếm thôi, chỉ có một ông đó thôi. Và nhờ đó nó mới khiến cho cái Âu Châu nó thay đổi bộ mặt. Thành tóm lại, khai phóng và lãnh đạo là nó mâu thuẫn với nhau. Và thứ hai nữa là tôi rất là kinh ngạc khi ngồi ngẫm nghĩ lại cái chuyện khai phóng. Không biết ai là người Việt Nam đầu tiên dịch, không biết dịch từ cái tiếng nào, từ cái ngôn ngữ nào để ra được cái chữ khai phóng tuyệt vời như vậy. Thì sau khi tôi tìm hiểu thấy là không có một cái ngôn ngữ nào nó có được cái từ khai phóng ấy. Các vị gọi rằng khai phóng thường thường dịch từ cái chữ giáo dục khai phóng, liberal education gì đó. Nhưng mà liberal thì đâu có gì khai phóng đâu. Từ nó không nói hết được cái nghĩa khai phóng. Liberal là tự do thôi, cái dục tự do thôi. Còn cái khai phóng nó cực kỳ nhiều ý nghĩa. Nó vừa phóng tức là nó đã tự do, mà nó vừa khai. Chứ tôi từng có, vì tôi không biết, tôi hỏi các thầy đây là chữ đó từ tiếng Pháp nào hay từ tiếng Anh nào. Nó không phải là liberation chứ là giải phóng thôi. Có một chữ đó gần với cái chữ khai phóng, đó là chữ tiếng Anh lê thì có thể gọi là emancipation. Emancipation gọi cho nó gần với cái chữ khai phóng, chứ mà không tròn nghĩa lắm. Thì tôi lại nếu mó gì chữ emancipation nó từ cái gốc gì mà ra các bạn biết không? Tiếng Latin nhá, emancipatio là gồm có ba từ, e tức là rút ra, men tức là mang lên đặt cái bàn tay, và cái động từ là caputere là đặt cái bàn tay vào. Thế thì ngày xưa đó, hồi bên Hy Lạp, La Mã đó, là khi anh đặt cái bàn tay vào một cái vật gì đó, rồi có 4 năm ông nhân chứng, thì như thế là ông tuyên bố ông sở hữu cái vật đó. Giống như bây giờ mình có sổ hồng, sổ đỏ và cái làm chứng là tôi để bàn tay của tôi lên thì có nhân chứng thì tôi làm chủ nó. Và có cái chữ e phía trước tức là rút ra, nghĩa là tôi không để bàn tay vào nữa, tôi rút bàn tay ra, nghĩa là tôi giải thoát cho anh được quyền tự do. Từ đó cái chữ emancipation có nghĩa là giải thoát nô lệ, rồi giải thoát phụ nữ, rồi giải phóng người lao động, vân vân. Thì cái lịch sử của cái chữ
emancipation nó rộng hơn là liberation. Nhưng mà nó vẫn thiếu, nó thiếu cái chữ khai, nó chỉ được chữ phóng thôi, chưa có chữ khai. Thế là tụi nước ngoài, tụi Mỹ, tụi Anh, nó phải thêm một chữ vào, nó gọi là mental emancipation, tức là giải phóng về tinh thần. Còn nếu không thì chỉ mới giải phóng về vật chất thôi, tức là giải thoát anh khỏi những cái cưỡng chế, những cái bắt buộc, giải phóng nô lệ, giải phóng phụ nữ v.v. Thêm một cái chữ là phải giải phóng tinh thần thì mới nói được hết cái chữ khai phóng theo cái nghĩa đầy đủ của cái chữ tiếng Anh đó. Nhưng mà nó vẫn thiếu cái ý khai là mở. Cái chỗ này tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng nào cũng không bằng cái chữ khai phóng của Việt Nam. Và không biết ai là người đầu tiên dịch cái chữ khai phóng mà hay như thế. Mà cái này chắc chắn là có từ khi tôi còn bé, là vì khi tôi đã đi học trung học là đã được biết ba cái tiêu ngữ của cái giáo dục, đó là dân tộc, nhân bản và khai phóng. Thì như vậy chứng tỏ chữ khai phóng đã có người dịch từ rất xưa rồi, có thể nói từ những năm 50 thế kỷ trước. Rất kinh ngạc ai đã dịch cái chữ khai phóng và dịch từ chữ nào. Tôi cũng rất là tiếc, tại tôi vẫn thắc mắc chưa biết ai. Và nó quá hay, chữ khai phóng quá hay. Nó không phải giải phóng, nó không phải là tự do, mà nó xin mời bạn Trần Phương Anh. Xin mời bạn Phạm Thái Bình. Với backdrop rất là đẹp để kỷ niệm khép lại buổi tối ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng nhau bước lên sân khấu.